Cũng trong chiều qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đến thăm khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn đã dân hương đặt vòng hoa tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên sung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên sung phong trong cả nước và khu bộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong ngã ba Đồng Lộc. Trước anh Linh, các anh hùng liệt sĩ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với cộng lao to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, với vị trí yết hầu, ngã ba Đồng Lộc nằm trên các hành lang giao thông nối liền Bắc Nam, Đông Tây là điểm trung chuyển cho các chiến trường hai miền Nam Bắc và chiến trường Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.